Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hơn một tháng sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch đột kích lớn vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc phản công mạnh mẽ để giành lại hàng trăm km vuông lãnh thổ mà họ đã mất. Vẫn chưa rõ hiệu quả của cuộc phản công, song có dấu hiệu cho thấy Nga đang thực hiện mọi nỗ lực để đẩy lùi Ukraine tại Kursk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, Nga có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong việc sản xuất và mua sắm vật tư cần thiết cho các hoạt động của họ tại Ukraine, và Điện Kremlin có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài để đáp ứng nhu cầu vật tư của mình. Các nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào việc bổ sung vũ khí và thiết bị thời Liên Xô, đặc biệt là xe bọc thép để duy trì đà tiến công của các hoạt động tác chiến tại Ukraine. Báo cáo cáo đoạn, Nga có thể sẽ phải huy động thêm nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của mình và đầu tư vào phát triển năng lực nếu quân đội Nga muốn duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong trung hạn đến dài hạn khi họ cạn kiệt kho dự trữ hạn chế của Liên Xô. Nhưng không rõ liệu ngành công nghiệp quốc phòng nước này có thể sản xuất đủ để bù đắp được mức tổn thất thiết bị cao mà lực lượng Moscow sẽ phải gánh chịu ở Ukraine hay không, ngay cả khi huy động thêm kinh tế. Trong khi đó ở Kursk, theo đài CNN, giới chức Mỹ đánh giá rằng Nga sẽ cần tới 20 lữ đoàn, khoảng 50.000 quân để trục xuất toàn bộ lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Nhưng người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết vào tuần trước rằng các hành động của Nga cho đến nay là không đáng kể và các nhà phân tích chưa thấy mức độ, số lượng hoặc chất lượng nào có thể nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk. Một số đơn vị có năng lực cao dường như tham gia vào cuộc phản công của Nga. Video định vị địa lý cho thấy các đơn vị thuộc Trung đoàn Dù Tinh Nhuệ số 51 tham gia vào một cuộc tấn công ở Kursk. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá rằng có rất ít nhóm binh sĩ Nga ở Kursk là các đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu. Mặt trận Kursk đang ngày càng trở nên năng động hơn. Các cuộc phản công của quân đội Nga RFAF chủ yếu diễn ra ở phía tây vùng Kursk. Tuy nhiên, phía bắc và phía đông, giao tranh cũng vô cùng quyết liệt. Lực lượng Kiev tiếp tục khoét sâu vào Gluskova nhằm mở một mũi tấn công mới để thu hút đối phương, giảm áp lực cho hướng tấn công chính. Tại Kupiansk, hoạt động vẫn diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là xung quanh Sinkovka và Pistane. Tại ngôi làng Makivka, RFAF đã đột phá được một bước nhỏ dọc theo các cánh đồng ở phía Bắc. Trên hướng Pokrovsk, các hoạt động đã ít hơn trước trong những ngày gần đây. Ngôi làng Ukrainsk nổi lên thành tâm điểm chú ý, nơi quân đội Ukraine AFU bị bao vây và được cho là đang nỗ lực phá vòng vây để tháo chạy. Về phía Ukleda, Vuleda, những hình ảnh định vị địa lý mới cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí dọc theo các cánh đồng xa hơn về phía đông Vodian. Tại đây, thiết bị kỹ thuật của Nga đang sơ tán các xe tăng và xe bọc thép chở quân bị phá hủy hoặc hư hỏng. Quân đội Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Chasovya. Mùa thu năm nay chắc chắn sẽ rất nóng bỏng. Theo đài RT, Nga đã phát hiện một hệ thống RBS-70 gắn trên giá ba chân đang ẩn dấu dưới lớp lưới ngụy trang tại một vị trí của quân Ukraine gần làng Alexandropol, phía bắc thị trấn Ocheretino thuộc vùng miền đông Donetsk. Một đoạn video quay từ trên không cho thấy, máy bay không người lái UAV cảm tử của Moscow đã tấn công hệ thống phòng không của đối phương. Sau khi chúng hỏa lực từ UAV Nga, chiếc RBS-70 bị lật úp và một đám cháy nhỏ bùng phát tại chiến hào của quân đội Ukraine. Thụy Điển đã cung cấp các hệ thống RBS-70 cho Ukraine vào đầu năm 2023 cùng với radar tầm ngắn Giraffe 75 để sử dụng với những hệ thống này. Trong năm nay, Australia cũng cam kết cung cấp cho Ukraine một lô hệ thống cùng loại vì quốc gia này đã ngừng sử dụng RBS-70 để chuyển sang NASAMS. Hệ thống RBS-70 có chiều dài 132cm, đường kính 10,6cm, sải cánh 32cm và trọng lượng 15kg hệ thống có thể hoạt động ở chế độ độc lập hoặc có thể được kết hợp với một số tên lửa khác bằng radar giám sát để tạo thành một khẩu đội phòng không. RBS-70 có khả năng triển khai chiến đấu trong vòng 30 giây, nạp đạn lại trong 7 giây. Tên lửa sử dụng đầu đạn nặng 1,1 kg, chứa tới 3.000 mảnh văng nhỏ. Khi phát nổ, sẽ bắn ra những mảnh văng để tiêu diệt mục tiêu. RBS-70 ban đầu được thiết kế vào những năm 1970, có tầm bắn hiệu quả khoảng 6.000 m và độ cao đánh chặn khoảng 3000 m, tùy thuộc vào loại đạn dược được sử dụng và từng phiên bản của hệ thống. Khác với các hệ thống tên lửa phòng không mang vác thông thường RBS70 dẫn đường đến mục tiêu không phải bằng đầu tự dẫn hồng ngoại mà là theo phương thức bám chùm laser công suất nhỏ, tránh bị phát hiện và gây nhiễu. Hơn 90% trong số 1468 tên lửa của RBS70 được phóng đi đã tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống ngắm mới còn nâng cao hơn nữa độ chính xác bắn giúp RBS70 NG trở thành nhà vô địch về độ chính xác trong số các hệ thống tên lửa phòng không mang vác. Hiện vẫn chưa rõ Kiev đã nhận được phiên bản nào từ các nhà tài trợ. Trong những năm gần đây, chi tiêu quân sự của các nước NATO liên tục tăng, thậm chí có dấu hiệu vượt mức chi tiêu được tổ chức này đề ra vào năm 2014 là 2%. Đơn cử như Đức, được coi là cường quốc kinh tế lớn nhất liên minh châu Âu EU cũng đã có thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng những năm gần đây. Tháng 2 năm 2024, chính phủ Đức công bố dự toán ngân sách quốc phòng trị giá 73,41 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024. Lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn của NATO. Đức cũng đã lập kỷ lục về mức chi tiêu quân sự của nước này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, thậm chí còn tuyên bố chi tiêu quân sự sẽ tăng lên từ 3 đến 3,5% GDP trong tương lai. Pháp cũng tăng ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2024 lên 49,7 tỷ đô la Mỹ tăng 7,5% so với năm trước đó, đạt mức tăng cao mới thời hậu chiến tranh lạnh. Một số nước NATO ở phía đông như các nước vùng Baltic và Ba Lan thậm chí còn tăng chi tiêu quân sự nhiều hơn để có được sự bảo vệ lâu dài của Mỹ và nâng cao quyền phát ngôn trong các vấn đề an ninh châu Âu. Ví dụ, ngân sách quốc phòng của Ba Lan đã tăng từ 2,4% GDP năm 2022 lên 3% năm 2023 và 3,9% năm 2024. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn cả Mỹ và là nước có tỷ lệ ngân sách quốc phòng lớn nhất ở châu Âu. Tính đến hết năm 2023, đã có 10 nước thành viên NATO đạt mục tiêu chi tiêu quân sự 2%. Tính cho tới giữa năm nay, chi tiêu quốc phòng toàn khối NATO từ mức âm 1,3% vào năm 2013 đã đạt 17,9% vào đầu năm 2024, một phần nhờ kết nạp thêm những thành viên mới. Dù vậy, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc tăng chi tiêu quốc phòng toàn khối NATO đó là xung đột Nga-Ukraine. Sau khi tình hình địa chính trị ở Đông Âu ngày càng trở nên phức tạp, Mỹ liên tục đưa ra vấn đề nỗi lo an ninh cho các đồng minh, làm gia tăng sự phụ thuộc của các đồng minh NATO vào Mỹ. Điều này đã khiến nhiều nước châu Âu trước đây có quan điểm tiêu cực về việc tăng chi tiêu quân sự, bắt đầu thay đổi thái độ, cạnh tranh để tăng tỷ lệ chi tiêu quân sự. Các nước đời đầu của NATO như Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha vốn đã hy vọng duy trì sự tự chủ chiến lược ở mức độ nhất định, nhưng đến bây giờ cũng buộc phải tăng chi tiêu quân sự. Ngoài ra, NATO cũng nhận thức được rằng kho đạn dược và năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của khối này đã không thể đáp ứng được chỉ tính riêng cho việc viện trợ Ukraine. Vì vậy, NATO đã khẩn trương tăng chi tiêu quân sự để bù đắp những thiếu hụt trong chuỗi cung ứng vũ khí và đạn dược của mình, tránh bị thất bại trong cuộc chiến tiêu hao hậu cần. Và đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến NATO tăng chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, do thực lực công nghiệp quốc phòng thiếu hụt nghiêm trọng, các nước châu Âu chỉ có thể dựa vào các lái buôn vũ khí của Mỹ. Một phần đáng kể trong chi tiêu quân sự tăng vọt của châu Âu được chi cho việc mua sắm vũ khí từ Mỹ. Tất nhiên, Mỹ là nước hưởng lợi lớn nhất từ việc NATO tăng mạnh chi tiêu quân sự. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Mỹ, Raytheon công bố, doanh thu trong quý 1 của tập đoàn này đạt 19,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập dòng là 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị số đơn hàng chưa bàn giao đạt mức cao kỷ lục 202 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, doanh thu quý 1 năm 2024 của Lockheed Martin cũng đạt 17,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO cũng từng tuyên bố rằng rất nhiều khoản chi tiêu quân sự mới của NATO được chi trả cho người Mỹ và NATO đang tạo ra một thị trường tiêu thụ vũ khí. Lần đầu tiên cuộc họp của Ủy ban quân sự tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được tổ chức tại Praha Cộng hòa Séc. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Séc Pavel, Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cùng khoảng 350 khách mời tham dự. Tại cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước NATO đã tập trung thảo luận về tình hình an ninh châu Âu, việc thực hiện các quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington tháng 7 vừa qua và tính khả thi của các kế hoạch phòng thủ của Liên minh, cũng như tình hình ở sườn phía đông của NATO. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer khẳng định ưu tiên và nhiệm vụ quan trọng hiện nay của NATO là tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine đồng thời tăng cường khả năng gian đe và phòng thủ của liên minh. Ngoài ra, NATO cũng cần tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng để nâng cao khả năng gian đe và đảm bảo an ninh của khối. Trong khi đó, Reuters đưa tin một quan chức quân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bình luận rằng Ukraine sẽ có lý do quân sự chính đáng để tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí của phương Tây. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng trong khi các đồng minh của Ukraine đang thảo luận về việc có nên bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công các mục tiêu ở Nga hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Nga nếu họ cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Tại một cuộc họp ở Praha của Ủy ban quân sự của NATO, cơ quan có thẩm quyền quân sự cao nhất của Liên minh, Chủ tịch của Ủy ban này là Đô đốc Rob Bauer lập luận rằng luật về xung đột vũ trang đã trao cho một quốc gia quyền tự vệ và quyền này không dừng lại ở biên giới của quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các quốc gia cung cấp vũ khí cũng có quyền đặt ra những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí. Bên cạnh đó, qua cuộc xung đột ở Ukraine, Nga sẽ nắm được bí mật công nghệ Mỹ, NATO để chế tạo vũ khí tương tự hoặc khắc chế làm suy yếu khả năng của phương Tây. Theo kênh Internet The Duran, quân đội Nga đã loại bỏ thành công và loại bỏ khỏi chiến trường các thiết bị quân sự của phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraina. Cùng với đó, họ cũng bắt được số lượng lớn các trang bị, vũ khí hạng nặng của Mỹ và một số đồng minh NATO. Sau đó lực lượng vũ trang Nga cũng đang tìm hiểu bí mật công nghệ của các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài và phát triển các phương pháp để chống lại chúng. Theo nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercuris, lực lượng vũ trang Nga đã học được nguyên lý hoạt động của tên lửa không đối đất Storm Shadow, Skad EG, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và các thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng việc Washington chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine là một sai lầm bởi chúng vốn được tạo ra để chống lại quân đội Nga trong một cuộc chiến tranh giả định trong tương lai. Nhưng giờ đây một số bảo bối này đã bị nghiên cứu kỹ và sẽ mất tác dụng. Theo đánh giá của ông, sau khi Moscow nghiên cứu kỹ lưỡng số vũ khí thu được, quân đội NATO không chỉ mất đi ưu thế so với lực lượng vũ trang Nga mà sẽ còn bị bất ngờ bởi những vũ khí tương tự mà Nga chế tạo ra dựa trên việc học hỏi những công nghệ của phương Tây ông mcris kết luận rằng tất cả những lợi thế về công nghệ mà lẽ ra chúng ta có thể sử dụng trong cuộc xung đột một mất một còn với nga giờ đã bị mất đi bởi tay người ukraine bên cạnh đó việc bị phá hủy với số lượng lớn ở ukraine cũng làm mất uy tín của các nhà sản xuất phương tây khiến quân đội mỹ nato cạn kiệt kho vũ khí dự trữ tốn thêm nhiều tiền bạc để phát triển vũ khí mới nhằm thay thế những loại đã bị nga nghiên cứu và tìm ra cách khắc chế Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đã kéo dài sang năm thứ ba, đang chứng tỏ là gánh nặng tài chính đáng kể đối với Nga. Ước tính, Moscow đang phải chi 323 triệu đô la Mỹ một ngày. Ông Janit Gluck, nhà nghiên cứu tại Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, đã báo cáo rằng trong nửa đầu năm 2024, ngân sách liên bang Nga đã phân bổ 5,3 nghìn tỷ rúp, tức khoảng 55,65 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Đây là khoản tiền lớn chưa từng có được Moscow chi ra. Khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu quân sự của Nga đã tăng vọt 36%, tương đương với thêm 1,4 nghìn tỷ rúp, khoảng 16,77 tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán của ông Janis Gluk chính phủ Nga đang chi trung bình 203 tỷ rúp mỗi tuần, tức khoảng 2,25 tỷ đô la Mỹ, 29 tỷ rúp mỗi ngày, khoảng 322,6 triệu đô la Mỹ, hoặc 1,2 tỷ rúp mỗi giờ, 13,3 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ quân đội và mua vũ khí. Chỉ trong 6 tháng chi tiêu quân sự của Nga đã tăng vọt đáng kể. Hiện tại, chi tiêu này tiêu tốn gần gấp rưỡi ngân sách hàng năm được phân bổ cho chương trình hỗ trợ kinh tế quốc gia 3,89 nghìn tỷ rúp, tức khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ. Điều đặc biệt đáng chú ý, nhưng Janis Kluk chỉ ra là sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu bí mật. Nguồn tài trợ bí mật này chủ yếu được sử dụng để mua vũ khí cho tiền tuyến, đã đạt khoảng 1.000 tỷ rúp, tức khoảng 11 tỷ đô la Mỹ mỗi quý. Được biết, Nga đã sử dụng các lực lượng hàng không và pháo binh Nga hàng không chiến thuật và tên lửa trong cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Các lực lượng dự bị cũng như các lữ đoàn tấn công đường không, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Ukraine đã trở thành mục tiêu của Nga. Và mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, lực lượng hàng không và pháo binh quân đội Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng sân bay Ukraine và căn cứ của các tàu thuyền lực lượng đặc biệt Ukraine cũng như các khu vực tập trung quân số và thiết bị quân sự của đối phương tại 132 khu vực. Bộ này cho biết thêm, lực lượng vũ trang Nga tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 14 quận của vùng Sumy, phía đông Ukraine. Trong khi đó, theo Aviapro, Pro, Ukraine đã huy động lực lượng mới dường như là các đơn vị xung kích tinh nhuệ từ khu vực biên giới Sumy của nước này để tấn công quân đội Nga ở vùng Gluskovo, Kursk. Mục tiêu của Ukraine là tiến công đến nhà ga Gluskovo, từ đó bao vây chiến thuật các đơn vị của Nga. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự lễ trao giải của Quỹ hội nghị gốc Phi tại Quốc hội diễn ra tại Washington DC. Trong bài phát biểu ca ngợi ứng cử viên Kamala Harris, ông Biden đã chỉ trích người tiền nhiệm, ông Donald Trump là có những lời lẽ gây chia rẽ và thuyết âm mưu. Song song với đó, ông Biden cũng cho rằng nhiệm kỳ của ông Donald Trump là thất bại và gây sói mòn lòng tin về khả năng nền dân chủ có thể đáp ứng nhu cầu quốc gia. Chưa dừng lại tại đó, khi mà đương kim tổng thống Mỹ cũng công kích vào những phát ngôn của ông Donald Trump trong bài tranh luận với bà Harris vừa qua là lan truyền thông tin sai lệch về người hay tin nhập cư. Tại thành phố Springfield thuộc tiểu bang Ohio, bắt trộm và ăn thịt thú cưng. Tại sự kiện này, bà Kamala Harris cũng có mặt và những phát biểu của bà tiếp tục hướng mũi nhọn về phía đối thủ của mình. Bà Harris khẳng định, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ là mối đe dọa sâu sắc đối với tương lai đất nước. Phó tổng thống kiêm ứng cử viên số 1 của Đảng Dân chủ cũng cho rằng, tại cuộc tranh luận trên đài ABC News, ông Trump đã không vạch ra được kế hoạch về y tế. Đồng thời, bà Harris tỏ ra rất tự tin về kế hoạch kinh tế và quyền tự do sinh sản của mình. Về phía ông Donald Trump, trước khi tranh luận với bà Harris vào ngày 10 tháng 9, ông đã tham gia cuộc tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Ngay sau đó, bà Harris lại cho rằng bà và ông Trump nợ cử tri một cuộc tranh luận khác. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy 54% cử tri đã đăng ký bầu cử tin rằng cuộc tranh luận duy nhất giữa ông Trump và bà Harris là đủ. Trong khi 46% muốn có cuộc tranh luận thứ hai. Cũng theo cuộc thăm dò, trong số những cử tri cho biết họ đã nghe cuộc tranh luận hôm thứ ba vừa qua, 53% người tham gia cuộc thăm dò cho rằng bà Harris đã thắng, trong khi 24% người được hỏi ủng hộ ông Trump. Trong cuộc tranh luận đầu tiên kéo dài hơn 100 phút giữa ông Donald Trump và bà Harris, các chủ đề chính sách phá thai, chính sách đối ngoại vấn đề chủng tộc, chăm sóc sức khỏe và dự án cho năm 2025 đã được nêu ra. Phiên tranh luận cũng ghi nhận thời gian phát biểu của hai ứng cử viên tổng thống khá chênh lệch. Cụ thể, thống kê của CNN cho thấy ông Trump nói 42 phút 52 giây, còn bà Harris nói 37 phút 36 giây. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên lịch cho các sự kiện vận động tranh cử sắp tới tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin trong bối cảnh chiến dịch của bà tập trung chi tiêu vào các tiểu bang bức tường xanh khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Bức tường xanh là thuật ngữ được các chính trị gia dùng để chỉ 18 bang và thủ đô Washington DC mà các ứng cử viên Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống từ năm 1992 đến năm 2020, ngoại trừ năm 2016 khi ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng tại ba bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin và từ đó đắc cử tổng thống. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tham gia phỏng vấn với hiệp hội nhà báo da đen quốc gia tại Philadelphia vào ngày 17 tháng 9. Hai ngày sau, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ sẽ tham gia cùng ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey tại Michigan trong sự kiện được truyền hình trực tiếp United for America, Đoàn kết vì nước Mỹ của bà với 140 tổ chức cơ sở khác nhau. Trong khi đó, chuyến thăm Wisconsin của bà Harris vào ngày 20 tháng 9 sẽ là chuyến đi thứ tư kể từ khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng tháng 7 vừa qua. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Harris đã tiến hành một chiến dịch lớn tại các tiểu bang với hàng trăm nhân viên. Những người ủng hộ bà ở Wisconsin đã gõ cửa hơn 500.000 ngôi nhà và đăng ký hơn 3.000 tình nguyện viên mới kể từ thời điểm cuộc tranh luận vào tuần trước với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Liên quan đến bầu cử Mỹ, ngày 12 tháng 9, phát biểu trước những người ủng hộ Tại một buổi meeting ở Bắc Carolina, phó tổng thống Mỹ Harris tin rằng cử tri nước này xứng đáng được xem một cuộc tranh luận khác giữa bà và ông Trump. Mới đây, chính phủ Mỹ đã có quyết định mới về việc tăng thuế đối với xe điện và một số loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của quá trình xem xét kéo dài hơn 2 năm đối với thuế quan do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Cụ thể, thuế đánh vào xe điện của Bắc Kinh sẽ tăng gấp 4 lần lên 100%. Thuế đối với pin lithium ion tăng từ 7,5% lên 25%. Thuế đối với các sản phẩm nhôm thép cũng tăng từ mức 0% hiện nay lên 7,5% vào ngày 27 tháng 9. Trong bài phát biểu, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai nêu rõ chính sách thuế quan nói trên phản ánh cam kết của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2024, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các mức thuế này với ý định sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, quyết định này đã được hoãn lại do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR cho biết việc nghiên cứu, đánh giá, bình luận của công chúng mất thời gian hơn so với dự tính. Bà Laen Brennard, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng cho biết quyết định thuế quan mới được đưa ra để đảm bảo rằng ngành công nghiệp xe điện Washington có khả năng đa dạng hóa và không bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng thống trị của Bắc Kinh. Bà Bernard khẳng định, chính sách thuế quan cứng rắn có mục tiêu như vậy là cần thiết. Quyết định trên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ chính các ngành công nghiệp nội địa Mỹ. Một số ý kiến cho rằng, việc tăng thuế sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, bao gồm cả các sản phẩm sử dụng nhiều chất bán dẫn, tức chip, trong khi không có hiệu quả giúp ngăn chặn hoạt động chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Thông tin Mỹ, Jason Osman phàn nàn kể từ khi áp dụng các chính sách thuế hạ khắc. Tổng thiệt hại mà các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải chịu ước tính đã lên đến 221 tỷ đô la Mỹ. Ông nói, một lần nữa Nhà Trắng đang dựa vào công cụ thuế quan thô sơ và không hiệu quả, cũng như không có bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Động thái áp thuế cao hơn của Nhà Trắng diễn ra khi cuộc đôi bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Cả hai ứng cử viên Tổng thống là Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của các cử tri tại các tiểu bang được coi là đại bản doanh của các hoạt động công nghiệp như sản xuất ô tô và thép. Vừa qua, hai phong trào do Iran hậu thuẫn là Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen đều thông báo về các chiến dịch tấn công nhằm vào Israel. Theo hãng thông tấn Anadolu, phong trào Hezbollah thông báo đã tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu Israel dọc biên giới Liban. Cụ thể, tuyên bố của Hezbollah cho biết Phong trào này đã bắn hàng chục quả rocket Katyusha vào sở chỉ huy tiểu đoàn thiết giáp của lữ đoàn 188 tại doanh trại Ravip để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Sarafan ở miền nam Liban. Lực lượng Hezbollah cũng sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tấn công trực tiếp và phá hủy một hệ thống kỹ thuật của Israel tại Malkia. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah đã sử dụng UAV tấn công các binh sĩ Israel đồn trú tại Metula. Trong khi đó, phong trào Houthi cũng cho biết đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới nhằm vào khu vực miền trung Israel. Thủ lĩnh phong trào này, Abdul Malik al-Houthi tuyên bố các chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục, chừng nào mà hành động gây hấn và chiếm đóng ở giải Gaza chưa kết thúc. Trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình Al-Masira do Houthi kiểm soát, thủ lĩnh này cũng nêu bật những tiến bộ về công nghệ trong tiềm lực quân sự của nhóm này, đặc biệt khi đề cập loại tên lửa đạn đạo mới được sử dụng trong vụ tấn công gần đây nhắm vào lãnh thổ của Israel. Theo ông al thì tên lửa này đã xuyên thủng tất cả các vành đai phòng thủ của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel có tầm bắn khoảng hơn 2.000 km và bay trong khoảng thời gian 11 phút rưỡi. Về phần mình, Israel thông báo một tên lửa từ Yemen đã rơi vào khu vực trống cách sân bay quốc tế Ben Gurion khoảng 6 km, không gây thương vong. Đây là lần đầu tiên một tên lửa từ Yemen vươn tới được khu vực miền trung của Israel. Trong một tuyên bố chiều qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ khiến Houthi phải trả giá đắt vì cuộc tấn công tên lửa vào Israel. Về phần mình, thủ lĩnh Houthi, ông Abdel Malek al Houthi cảnh báo, nhóm này sẽ mở thêm các cuộc tấn công ác liệt hơn chống Israel trong những ngày tới để hỗ trợ cuộc chiến của người Palestine ở giải Gaza. Houthi và Hezbollah là những đồng minh thân thiết của phong trào Hamas trong trục kháng chiến chống Israel do Iran dẫn dắt. Sau khi quân đội Israel phát động hoạt động quân sự ở giải Gaza để trấn áp Hamas, hai nhóm vũ trang này đã liên tiếp tiến hành nhiều cuộc tấn công tầm xa vào Israel. Trong đó, các cuộc tập kích xuyên biên giới kéo dài hơn 11 tháng qua của Hezbollah vào Israel đã khiến hàng chục người chết và buộc hàng chục nghìn cư dân gần biên giới Liban phải đi sơ tán. Mới đây, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng lực lượng hâu thi ở Yemen lẽ ra phải biết rằng Israel sẽ khiến họ trả giá đắt sau cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp hàng tuần của nội các Israel. Ông Netanyahu cảnh báo những ai cần nhắc nhở thì hãy đến thăm cảng Hodeida. Israel đã tấn công vào cảng Hodeida do Houthis kiểm soát vào tháng 7. Sau khi một thiết bị bay không người lái do nhóm này phóng đã tấn công Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Ông Netanyahu nói tiếp: "Người nào tấn công chúng tôi sẽ không thoát khỏi tầm với của chúng tôi. Hamas đang trải qua điều này." Ngoài ra, ông Netanyahu cũng cho biết tình hình hiện tại ở miền Bắc Israel sẽ không tiếp diễn nữa và ông quyết tâm làm mọi cách có thể để đưa những người sơ tán ở miền Bắc trở về nhà. Liên quan vụ tấn công của Houthi, quân đội Israel thông báo rằng họ đã thực hiện nhiều nỗ lực đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng vào miền Trung Israel sáng nay, mặc dù kết quả của các nỗ lực này vẫn đang được làm rõ. Quân đội Israel nói rằng theo điều tra ban đầu, tên lửa của Houthi đã bị vỡ ra trên không. Tên lửa này được phóng vào khoảng 6 giờ 21 phút sáng và còi báo động đã vang lên khắp miền trung Israel lúc 6 giờ 32 phút. Theo hầu thì, tên lửa này đã đạt tốc độ siêu vượt âm và tới Israel trong vòng 11 phút. Quân đội Israel đã cố gắng bắn hạ tên lửa trên bằng cả hệ thống phòng thủ arrow tầm xa và hệ thống vòng sắt, vốn thường được sử dụng để đối phó với các cuộc tấn công tầm ngắn. Mảnh vỡ từ tên lửa và các thiết bị đánh chặn đã rơi xuống các khu vực chống trải tại rừng Ben Semen, gần Kafar Daniel, cũng như tại một ga tàu gần Modin. Trong khi đó, Ông Nasruddin Amr tại văn phòng truyền thông của Houthi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng tên lửa đã bay tới Israel sau khi Israel dùng 20 tên lửa đánh chặn nhưng thất bại, đồng thời mô tả cuộc tấn công này là bước khởi đầu. Trước đó, trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Sare tuyên bố lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào miền trung Israel sáng 15 tháng 9. Cụ thể, ông Sare cho biết Houthi đã phóng tên lửa siêu vật âm vào một mục tiêu quân sự trong khu vực Tel Aviv, tuyên bố rằng tên lửa này đã tránh được tất cả các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel, gây ra sợ hãi và hoảng loạn ở Israel. Ông Sare tuyên bố, vụ tấn công đã buộc hơn 2 triệu người Israel phải chạy vào nơi trú ẩn lần đầu tiên trong lịch sử. Vụ phóng tên lửa và các nỗ lực đánh chặn đã gây cảnh báo cho Tel Aviv và một phần lớn khu vực đô thị đông đúc. Ông Sare cũng cảnh báo rằng người dân Israel có thể sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công và các chiến dịch mạnh mẽ hơn trong thời gian trước ngày 7 tháng 10, ngày tròn một năm vụ Hamas tấn công Israel. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, quan chức cấp cao Hamas, Osama Hamdan tuyên bố nhóm Hồi giáo này mong muốn thiết lập chính quyền Palestine thống nhất tại giải Gaza sau khi xung đột kết thúc. Quan chức của Hamas nhấn mạnh, chúng tôi khẳng định rằng tương lai Gaza phải do người Palestine quyết định ngày sau khi giao tranh chấm dứt sẽ là ngày của người Palestine. Mặc dù trải qua hơn 11 tháng xung đột với Israel, ông Osama Hamdan cho biết khả năng chiến đấu của Hamas vẫn ở mức cao. Ông giải thích, chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm và huy động được thế hệ trẻ tham gia kháng chiến. Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa nhiều lần tuyên bố nước này đã sẵn sàng tái lập một chính quyền thống nhất sau cuộc xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza. Ông khẳng định chính quyền Palestine hiện do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo và đang nắm quyền kiểm soát hạn chế ở bờ Tây bị kiểm soát, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của mình sau khi xung đột Gaza kết thúc nhằm khôi phục sự đoàn kết của người dân và giới lãnh đạo nước này. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở khu vực này, vừa qua, theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeine cho rằng những vụ tấn công tiếp diễn nhằm vào người dân Palestine cũng như sự hỗ trợ của Mỹ đối với Israel đã đặt khu vực này vào tình trạng nguy hiểm. Văn phòng truyền thông tại giải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas điều hành cho biết, vụ không kích nhằm vào khu vực nơi hàng trăm người Palestine lánh nạn, khiến hàng trăm người thương vong, trong khi có thể còn có nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông Grudeine nhấn mạnh, tình hình căng thẳng hiện nay tại giải Gaza là do sự hỗ trợ chưa từng thấy từ Mỹ về mặt chính trị, quân sự và tài chính dành cho Israel. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Jordani cũng lên án mạnh mẽ việc Israel nhắm mục tiêu một cách có hệ thống và liên tục vào dân thường và các nơi trú ẩn của người tị nạn ở giải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordani, Shufian Kerda cho rằng việc cộng đồng quốc tế không có lập trường kiên quyết nhằm kiềm chế các hành động quân sự của Israel đã dẫn đến thảm họa nhân đạo chưa từng có hiện nay tại giải Gaza. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng sự thiếu vắng hành động quốc tế hiệu quả để chấm dứt nỗi đau khổ của người dân tại giải Gaza đang trở thành một thách thức thực sự đối với uy tín của tất cả các tiêu chuẩn và giá trị nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn xung đột tại giải Gaza. Theo tờ Jerusalem Post, Hezbollah đang thực hiện chiến lược xung đột tiêu hao với mục đích đạt được một số lợi ích chiến lược trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Israel và sự hỗ trợ cho Hamas. Gần đây, Hezbollah đã liên tục tấn công vào Israel. Điều này không chỉ nhằm hỗ trợ Hamas mà còn phản ánh một động thái cần thiết để duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng của mình trong khu vực. Hezbollah hiện đang sử dụng xung đột tiêu hao như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của mình. Việc tiếp tục các cuộc tấn công không chỉ là cách để giữ cho Hamas không bị bỏ rơi, mà còn để khẳng định vị thế của Hezbollah trong việc chống lại Israel. Họ hiểu rằng bất kỳ sự trì trệ nào có thể khiến họ mất đi sự ủng hộ từ Iran và ảnh hưởng của mình trong khu vực. Cuộc tấn công của Hezbollah và Israel trong tuần qua là một phần của chiến lược này. Việc liên tục gây áp lực lên các mục tiêu của Israel nhằm chứng minh rằng họ vẫn là một lực lượng quan trọng và có khả năng gây ảnh hưởng bất chấp những thách thức đang đối mặt hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm bao gồm cả các mục tiêu ở biên giới phía bắc israel như metula stula và arab en aramsa tình hình hiện tại cho thấy hezbollah đang cố gắng duy trì áp lực quân sự lên israel trong khi cũng phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ lực lượng phòng vệ israel idf đã thực hiện các cuộc không kích và pháo kích vào liban để đáp trả các cuộc tấn công của hezbollah tình trạng căng thẳng gia tăng đã dẫn đến thương vong ở cả hai bên nhưng hezbollah dường như đang tìm cách duy trì một mức độ xung đột nhất định để tiếp tục chứng minh khả năng quân sự của mình dù điều này không phải là một chiến lược không có rủi ro cuộc xung đột tiêu hao trong khi có thể có lợi cho một số bên liên quan như iran không chắc chắn có lợi cho hezbollah liban hay israel lợi ích chính mà hezbollah có thể thu được là củng cố sự ủng hộ của iran và tiếp tục duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực có một câu hỏi quan trọng về tương lai của cuộc xung đột hezbollah có tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tiêu hao hay không Cuộc xung đột này không chỉ tạo ra tổn thất về nhân mạng và tài sản mà còn có thể làm gia tăng tình trạng căng thẳng và không ổn định trong khu vực. Hezbollah phải cân nhắc giữa việc duy trì áp lực quân sự và nguy cơ tổn thất lớn hơn. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn ở giải Gaza có thể là một cơ hội cho Hezbollah để điều chỉnh chiến lược và phục hồi sau những thiệt hại trong suốt 11 tháng xung đột. Tuy nhiên, sự không rõ ràng về những gì Hezbollah thực sự hy vọng đạt được thông qua các cuộc tấn công trên khiến cho việc dự đoán bước đi tiếp theo của nhóm này trở nên khó khăn.